tỉnh Jeonnam, nằm ở phía tây nam Hàn Quốc. Trụ phú về sản phẩm, chế biến những món ăn quen thuộc bằng những công nghệ tân tiến đạt chuẩn quốc tế, tốt cho sức khỏe, thân thiện với môi trường. Nào, chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé! Xin chào các bạn, mình là Cao Vi và ngày hôm nay mình sẽ cùng với các bạn trải nghiệm những sản phẩm chất lượng, thân thiện với môi trường và sức khỏe đến từ vùng đất Jeonnam xinh đẹp. Các bạn ơi, thì mỗi đất nước sẽ có những bữa ăn truyền thống có những nét đặc trưng riêng biệt. Và đặc biệt nha, với những nước châu Á như là ở Việt Nam và Hàn Quốc. Ở Việt Nam thì trong một bữa cơm thì sẽ có cơm nè, canh nè, đồ chiên, đồ xào, nước chấm, dưa chua, củ kiệu để mà tăng thêm cái vị đậm đà cho bữa ăn. Còn với Hàn Quốc á, thì ngoài bữa ăn chính ra thì sẽ có rất là nhiều món ăn kèm mà người Hàn Quốc sẽ gọi những món ăn kèm này đó chính là banchan. Nhưng mà trong một buổi ăn thì có đến 30 món ăn kèm lận, và rong biển chính là một trong số đó. Và một trong những công ty sản xuất và chế biến các món ăn từ rong biển làm ra món dưa chua và các món ăn kèm trong món ăn Hàn Quốc đó chính là công ty Badalove. Lần này thông qua Kết Tra Hà Nội thì Badalove mong muốn là mang đến những món ăn lạ nè, độc đáo để tăng thêm sự phong phú cho khẩu vị của người Việt. Badalove sử dụng những nguyên liệu từ trong biển tự nhiên nè và các sản phẩm thủy sản từ vùng biển phía Nam, cho nên vô cùng thân thiện với môi trường. Như là Vi có đề cập ở phía trên thì sản phẩm Badalove rất là kích thích vị giác của người nước ngoài, và Badalove đã có tham dự hội chợ triển lãm quốc tế ẩm thực ở Trung Quốc năm 2020. Hiện tại thì họ đang xúc tiến thị trường ở Nga và đang có mặt ở Việt Nam để cập nhật thêm khẩu vị và khiến cho ẩm thực của Việt Nam trở nên phong phú hơn. Đây là một thương hiệu đã được chứng nhận an toàn thực phẩm trong nhiều năm qua, cho nên chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm khi mà sử dụng. Nếu như mà các bạn muốn biết thêm thông tin thì có thể truy cập ở phần thông tin ở trên màn hình này nhé. Vì là bốn loại của sản phẩm Seaweed Pickle của Badalove, phải nói đây là bốn loại rong biển như là thân rong biển nè, rồi rong biển gumby, rồi rong biển tảo bẹ và cải biển. Và tất cả các dạng này đều được làm muối chua hết. Bây giờ thì Vi sẽ gỡ ra để nếm thử xem là nó như thế nào nha. Thì team Vi sẽ chọn loại cải biển này. Rong biển thì Vi nghe nhiều rồi, chứ rong biển, cải chua, muối chua thì Vi chưa bao giờ Vi nghe hết. Thì bây giờ Vi sẽ nếm thử xem là cái hương vị nó như thế nào. Khi mà bóc vỏ ra thì Vi thấy là cái mùi thơm rất là hấp dẫn luôn mọi người. Cảm thấy nó chua chua nè, rồi nghe cái mùi nước đậu tương mà đã được ủ thủ công. Bây giờ thì Vi sẽ nếm thử xem là cái hương vị như thế nào nha. Nó chua chua, mặn mặn, và cái giòn của rong biển nó rất là ngon luôn. Mình cảm thấy rong biển rất là tươi luôn nha mọi người. Đây là một cái món ăn rất là sức bổ cho sức khỏe luôn. Và nếu như mà chúng ta ăn cùng với cơm hay là thịt ba chỉ nè, thịt nướng nè, thịt tái nè, hay là thịt luộc á thì sẽ rất là ngon luôn, mà còn đậm đà hương vị của Hàn Quốc nữa. Tuyệt vời. Nhắc tới rong biển thì Vi phải công nhận luôn, đó chính là rong biển chính là món quà tuyệt vời nhất mà thiên nhiên đã dành tặng cho chúng ta. Bởi vì sao? Trong rong biển có chứa hàm lượng cao chất fucoidan. Đây chính là chất chống lại tế bào ung thư, giúp giảm lượng đường trong máu, giúp chống oxy hóa và giảm cholesterol. Cho nên sẽ phù hợp với những bệnh nhân nào mắc bệnh ung thư nè, đái tháo đường, mà còn phòng chống những cái bệnh mà chúng ta thường gặp ở tuổi trưởng thành nữa. Quá tuyệt vời đúng không nào? Còn bây giờ thì Vi sẽ giới thiệu với các bạn những loại rong biển sấy khô của thương hiệu Badalove. Đây là hai loại rong biển sấy khô của Badalove luôn nha. Nói về Badalove thì rất là nghiêm ngặt trong khâu sản xuất nè, từ thu hoạch nè, băm nhỏ, sấy khô đến thương mại hóa, để đảm bảo rằng sản phẩm đến tay khách hàng phải xanh, sạch và chất lượng. Và nếu như các cá nhân, tổ chức, công ty nào quan tâm đến Badalove thì có thể truy cập thông tin dưới góc màn hình nhé. Bởi vì cô Tra đang hỗ trợ kết nối các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam. Còn bây giờ thì Vi cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau. Bye bye.